Chào mừng các bạn đến với bài 7 xây dựng quyền lực từ vị trí công việc. Trước khi trao đổi bài 7, xin mời các bạn chúng ta cùng ôn lại bài 6. Quyền lực đến từ bản thân chúng ta. Thì chúng ta đã trao đổi quyền lực đến từ bản thân có 5 yếu tố. Thứ nhất là khả năng chuyên môn của mình. Thứ hai đó là bề dày thành tích chúng ta đã đóng góp. Thứ ba đó là sự nỗ lực làm việc của từng cá nhân của chúng ta. Và thứ tư, sự thu hút cá nhân bên ngoài của mình. Và cuối cùng, đó là sự tự tin mạnh mẽ của chúng ta. Sau đây chúng ta sẽ đi xây dựng quyền lực đến từ vị trí công việc và từ bản thân mình. Thì đầu tiên ở bài 7, chúng ta sẽ đi tìm hiểu xem làm thế nào để xây dựng quyền lực từ vị trí công việc. Thì trong 5 cái yếu tố nó tạo ra quyền lực từ vị trí công việc đó, thì có một yếu tố số 1 luôn, đó là quyền hạn được giao. Chúng ta không tác động được. Quyền hạn được giao đã được fix, quy định cụ thể trong bản mô tả công việc, và chúng ta không thể tác động gia tăng cái quyền hạn này được. Nếu muốn thay đổi nó, chúng ta chỉ có việc làm sao để thăng tiến lên chức, thì cái quyền hạn nó sẽ được gia tăng. Vì thế trong chiến lược xây dựng quyền hạn, xây dựng cái quyền lực từ vị trí công việc, chúng ta sẽ không tác động vào yếu tố số 1. Bây giờ chúng ta đi tìm hiểu xem yếu tố số 2 làm sao tăng tính trung tâm của công việc. Để có thể tăng tính trung tâm của công việc, các bạn, thứ nhất, chúng ta cần tìm hiểu, nắm bắt những cái thông tin, những cái nguồn lực có tầm quan trọng mà mình đang phụ trách. Người ta nói biết người biết ta, mình phải biết chúng ta đang nắm giữ những cái nguồn lực, những thông tin gì quan trọng. Sau đó các bạn có thể chủ động cung cấp, chia sẻ cho tất cả những cái người cần thiết quan tâm đến nó, những cái thông tin, những cái nguồn lực của chúng ta. Nguyên tắc, chúng ta hãy cho trước rồi chúng ta sẽ nhận sau. Đấy, đó là nguyên tắc chúng ta đi xây dựng mối quan hệ. Và trong quá trình chúng ta xây dựng, thì khi chúng ta biết chia sẻ những thông tin nguồn lực, thì chúng ta có được những cái cơ hội để gia tăng cái tính trung tâm của chúng ta. Đấy, khi chúng ta xây dựng được mối quan hệ tốt với nhiều người, thì cái tính trung tâm của mình tự nhiên nó trở nên quan trọng, nó gia tăng. Và thứ hai, công việc thứ hai có thể làm chúng ta là tham gia vào những cái dự án có liên quan tới nhiều phòng ban khác nhau. Thì như các bạn đã biết, một dự án khi có rất nhiều phòng ban tham gia, thì tự nhiên cái tính trung tâm của dự án đó rất cao, và chúng ta sẽ có cơ hội để làm việc với những cái nhiều đối tác, những người có những cái nắm giữ những cái quyền lực quan trọng trong tổ chức, và nó sẽ tăng được tính trung tâm của mình. Ngoài ra, khi một dự án được hoàn thành, thì cơ hội thăng tiến khi hoàn thành dự án cũng là một trong những cơ hội cộng thêm mà chúng ta có thể mong đợi được. Đó là chúng ta yếu tố số 2, tăng tính trung tâm. Cái yếu tố tăng số 3 đó là tăng mức độ toàn quyền. Thế làm sao để tăng mức độ toàn quyền của chúng ta nào? Thứ nhất, xung phong tiếp nhận những cái dự án công việc mới. Như các bạn biết, khi chúng ta nhận những cái công việc mới, nhiều gian nan, nhiều thử thách, nhiều khó khăn, thì tự nhiên mức độ toàn quyền của nó sẽ cao. Vì sao? Vì mới, chưa có tiền lệ. Chưa có tiền lệ về những cái công việc nên làm, những công việc không nên làm. Và chính vì vậy, thường chúng ta có được những cái toàn sự toàn quyền trong quyết định đó. Còn đối với những vị trí mà có nhiều người tiền nhiệm, thì thông thường những người tiền nhiệm, họ trong quá trình lãnh đạo và quản lý, họ sẽ đặt ra những cái quy định, những cái luật lệ nhằm giúp giảm thiểu những rủi ro, hạn chế những vấn đề ngoại lệ phát sinh trong khi quản lý. Cho nên nó sẽ hạn chế cái mức độ toàn quyền của công việc. Đấy. Cho nên cái tăng mức độ toàn quyền, chúng ta xung phong nhận những cái dự án mới, công việc mới. Thứ hai là chúng ta hãy chủ động sáng tạo,
đề xuất ra những khả năng làm tăng giá trị công việc. Những cái công việc nào mà đòi hỏi sự sáng tạo, cho bạn sự chủ động, nghĩa là được tùy cơ ứng biến, chứ không phải mỗi cái phải xin ý kiến, phải báo cáo và chỉ được quyền đề xuất, không được quyền ra quyết định, thì mức độ toàn quyền nó sẽ không cao. Và ngược lại, những công việc nào mà bạn được quyền sáng tạo theo ý muốn của mình, được quyền cải tiến, được quyền chủ động thực hiện những cái ý tưởng mới, thì tự động cái mức độ toàn quyền trong cái thực hiện công việc của mình nó sẽ cao, cũng như trong quản lý công việc vân vân. Đấy, tạo cơ hội, tìm cơ hội những tham gia vào những công việc, khuyến khích cái sự sáng tạo, sự chủ động trong công việc. Yếu tố số 4 là tăng mức độ hiện diện của chúng ta, tăng cường tiếp xúc với các những nhân vật có mức độ ảnh hưởng cao trong công việc. Đấy, tham gia những cái dịp mà có mặt nhiều chủ thể trong và ngoài doanh nghiệp, những người quan trọng. Chúng ta làm sao để có được sự tiếp xúc với tất cả những người quan trọng, chuyển những cái tiếp xúc trực gián tiếp sang trực tiếp, trực diện nếu có thể. Thì đó là những cách thức. Khi chúng ta gia tăng được cái sự tiếp xúc thì chúng ta càng tạo cơ hội để khẳng định rõ ràng hơn, để mọi người biết đến những cái năng lực thực sự của chúng ta, những cái thành quả mà chúng ta tạo ra nó sẽ được khẳng định, biết đến bởi những người quan trọng trong tổ chức. Và thường những người đó là những người nào họ có thể nắm giữ những quyền lực, ra những quyết định bổ nhiệm đề bạt vị trí này, chức vụ nọ. Và khi bị cái khả năng, cái năng lực của chúng ta được biết đến thì cái cơ hội thăng tiến của chúng ta mới càng. Có một câu chuyện như thế này. Hai người bạn chơi rất thân, anh Thanh và anh Nhân, thì hai người cùng giỏi chuyên môn. Tuy nhiên anh Thanh phải nói là giỏi hơn anh Nhân gấp bội. Tuy nhiên trong quá trình làm việc thì hai người sau khi được lên chức tổ trưởng rồi, thì khi được lên đề bạt lên làm phó giám đốc, thì cái anh Nhân ảnh chuyên môn ảnh thấp hơn anh Thanh, nhưng mà ảnh lại là được đề bạt. Tại sao vậy? Người ta tìm hiểu ra thì ra cái anh Thanh này ảnh giỏi chuyên môn nhưng mà không bao nhiêu người biết đến, vì ảnh không xây dựng mối quan hệ, ảnh không đi tham dự những cuộc họp cần thiết với các bộ phận khác, ảnh không có mối quan hệ tốt với mọi người, vì thế là không có được sự khẳng định công nhận của nhiều người. Trong khi anh Nhân thì ảnh rất là biết xây dựng mối quan hệ, ảnh luôn luôn đi dự những cuộc họp cần thiết và ảnh có mối quan hệ tốt với mọi người, và ảnh được có được cái tiếng nói của nhiều người hỗ trợ. Nếu như bạn có nhiều sự hiện diện nhưng bạn không có năng lực thì bạn sẽ không được thăng tiến. Nhưng ngược lại, bạn có năng lực mà không có sự hiện diện cao thì sự thăng tiến cũng không đến, giống như trường hợp anh Thanh vậy. Đấy, và người ta đã đưa ra một công thức là thăng tiến bằng năng lực nhân cho sự hiện diện, mức độ hiện diện. Đấy, điều đó cho thấy năng lực là một điều kiện cần để thăng tiến, tuy nhiên mức độ hiện diện lại là một yếu tố cộng thêm đủ để giúp cho chúng ta thăng tiến nhanh. Và còn một yếu tố để tăng mức độ hiện diện nữa là hãy dùng những cách thức phù hợp để cho mọi người biết đến những thành công của bạn. Ví dụ như chúng ta biết tổ chức ăn mừng, mừng công về những thành quả mình đạt được cũng là một cái hình thức để chúng ta mời gọi những người quan trọng đến để tham dự, và cũng để khẳng định luôn cái sự đóng góp, cái thành tích mà chúng ta tạo ra được. Đó là mức độ hiện diện. Và cuối cùng là tăng mức độ quan trọng của công việc. Tăng mức độ quan trọng của công việc là chúng ta hãy tham gia vào các hoạt động trọng tâm của doanh nghiệp nếu có thể. Đó là những cái hoạt động liên quan đến gia tăng cái khả năng cạnh tranh, liên quan đến cái việc sống còn của doanh nghiệp. Đấy, ví dụ như những cái chiến lược là cải tiến chất lượng, chiến lược là gia tăng thị phần, vân vân, là những cái hoạt động quan trọng. Và cố gắng tìm kiếm những cái cơ hội nắm giữ những cái vị trí kiểm soát các quy trình công việc nếu có thể. Vì khi có những cái vị trí công việc nắm vai trò kiểm soát các cái công việc khác thì tự động nó có được cái quyền lực ở cái vị trí của người kiểm soát.
và từ đó có thể là có được những cái tác động quan trọng đối với cái yêu cầu công việc của nhiều bộ phận mà phải phụ thuộc vào cái kết quả kiểm soát đó. Đấy. Cái việc kiểm soát có thể là anh quyết định về vấn đề thưởng năng suất, quyết định về vấn đề chi quay hồng kinh doanh, hoặc là quyết định về vấn đề chất lượng đạt yêu cầu, hay là tỷ lệ phế phẩm mong đợi vân vân, tỷ lệ phế phẩm chấp nhận được vân vân. Đấy, những cái sự kiểm soát mà có đóng vai trò tạo ra được cái quyền lực từ cái vị trí công việc đó là các bạn hãy xây dựng một cái kế hoạch để phát triển quyền lực của bạn từ vị trí công việc ngay từ hôm nay. Đấy, thì trong các bạn sẽ thấy để gia tăng tính trung tâm thì tôi sẽ làm gì và thời gian thực hiện. Để gia tăng mức độ toàn quyền, để gia tăng mức độ hiện diện, để gia tăng mức độ quan trọng thì tôi sẽ làm gì và thời gian thực hiện. Đấy. Ví dụ như để gia tăng cái tính trung tâm thì tôi sẽ xây dựng mối quan hệ như thế nào, tôi sẽ chia sẻ nguồn lực hay là chia sẻ thông tin như thế nào, và bao giờ thì tôi bắt đầu thực hiện vân vân. Xin mời các bạn cùng tham gia thực hiện. Chúc các bạn làm tốt bài thực hành số 7. Thân ái chào các bạn.